Xin được giới thiệu cùng với các bác một viên đá spatin được mài từ dòng đá spatin hoàn toàn tự nhiên. Các vân đá của nó đều là vân đá tự nhiên hết nha mọi người nha. Tất cả các vân nó có vân đỏ, đỏ nâu, vân màu trắng, vân màu đen. Tất cả các vân đều là vân đá tự nhiên, dòng đá spatin. Đá spatin hay còn được gọi là ngọc spatin. Viên này có chiều cao của đá là khoảng 27 cm. 27 cm. Cao từ điểm đỉnh này xuống đến chân đá 27 cm. Và nó có bề ngang 18 cm. Có độ dày là 8 cm. Chiều dày của đá này là 8 cm. Được mài từ đá spatin hoàn toàn tự nhiên. Viên này có khối lượng của đá nặng là 5,2 kg. Và hiện viên này tôi đang giao lưu cùng với mọi người với giá là 400.000 đồng. Nếu bác nào mà quan tâm muốn sở hữu, hãy liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Mọi người có thể gọi điện trực tiếp hoặc nhắn tin qua Zalo theo số điện thoại này cho tôi. Khách chuyển khoản trước thì chúng tôi sẽ bao vận chuyển toàn quốc, không nhận ship sang bên nước ngoài các bác nha. Bác nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để thường xuyên theo dõi được các cái sản phẩm về đá đẹp tự nhiên mà kênh của tôi sẽ mang đến cho mọi người. Kênh của tôi bán tất cả các sản phẩm về đá phong thủy là cam kết đều là đá tự nhiên 100%. Nếu có phát hiện vi phạm thì xin đền lại gấp 10 lần giá trị các đơn hàng. Mọi người cứ yên tâm. Nếu ta không tin tưởng có thể đi kiểm định thoải mái. Nếu mà phát hiện không phải là đá tự nhiên thì chúng tôi sẽ đền lại toàn bộ cái phí kiểm định và đền lại 10 lần giá trị các đơn hàng. Đó là cam kết của chúng tôi. Bác nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký kênh để thường xuyên theo dõi được các cái sản phẩm về đá phong thủy. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.